Triển vọng cổ phiếu FLC đọc vị giá trị cổ phiếu họ FLC, nhiều nhà đầu tư có những đánh giá khác biệt, thậm chí trái ngược về cổ phiếu FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC nói riêng, các cổ phiếu thuộc họ FLC nói chung, từ đại hội, trong tư cách nhà đầu tư, được ủy quyền, phóng viên có mặt tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông FLC sáng 12 tháng 4 năm 2021. Trước đó nhiều ngày, cổ phiếu họ FLC như AOS, AD2, KLF, FLC liên tục tăng giá, trừ gáp. Đây là lý do khiến đại hội năm nay đông đột xuất, có lẽ là đông nhất trong nhiều năm trở lại đây. Lời của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị FLC khi mở đầu cuộc họp đại hội của FLC năm nay diễn ra khá êm ả, ngoại trừ phần kiểm soát chặt chẽ ở quầy thủ tục khi cổ đông không được mang máy tính, máy ảnh vào phòng họp. Sau không ít lần chủ tịch doanh nghiệp trả lời thắc mắc của nhà đầu tư, các chàng pháo tay vang lên rộn rã, không khó để nhận thấy, các nhà đầu tư đang vui với cổ phiếu FLC thậm chí ngay trong đại hội phóng viên nghe được một số cuộc điện thoại với nội dung đặt lệnh mua cổ phiếu flc ngay cho anh chị nhé trao đổi bên lề với một nhà đầu tư lớn tuổi nhà đầu tư này cho hay ông đã bỏ ra một tỷ đồng để mua cổ phiếu flc nay đến đại hội để nghe lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ về các kế hoạch mục tiêu vì bản thân không có khả năng đọc báo cáo tài chính hay phân tích kỹ thuật ông mua cổ phiếu chỉ đơn thuần hy vọng doanh nghiệp có nhiều dự án lớn Giá cổ phiếu sẽ tăng, năm 2021 FLC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ đồng, năm 2020 đạt 308 tỷ đồng và triển khai hàng chục dự án lớn nhỏ đến chứng trường trên sàn chứng khoán cổ phiếu flc nói riêng cổ phiếu họ flc nói chung nhận được phản hồi rất khác nhau từ phía nhà đầu tư nhà đầu tư nhv cho biết cá nhân anh chưa bao giờ đầu tư vào cổ phiếu flc và các cổ phiếu họ này lý do là bởi tài chính doanh nghiệp chán cổ phiếu bị làm giá lời nhà đầu tư Tương tự, nhà đầu tư LC cho hay, dù đã tham gia thị trường chứng khoán hơn 10 năm, nhưng anh không quan tâm đến hệ sinh thái cổ phiếu FLC, vì về cơ bản, doanh nghiệp không hấp dẫn đối với phương pháp đầu tư của anh. Theo nhà đầu tư NKS, giá cổ phiếu họ FLC đã tăng khá cao trong một năm qua nên khả năng tăng thêm không nhiều, dự báo sẽ có xu hướng đi ngang hoặc giảm. Mặc dù vậy, AOS có tỷ lệ góp vốn khá lớn ở Bamboo Airways, công ty con của FLC, nên nhà đầu tư vẫn có thể xem xét mua vào khi hãng hàng không này dự kiến sẽ sẽ niêm yết trong quý 3 2021 với mức giá tham chiếu 60.000 đồng cổ phiếu, khái quát về câu chuyện đầu tư với cổ phiếu họ FLC, anh NKs cho rằng cổ phiếu mang lại lợi nhuận là cổ phiếu tốt nhưng cần cân nhắc tỷ trọng phù hợp, đọc vị giá trị cổ phiếu, trong cuộc trao đổi với phóng viên xung quanh chủ đề cổ phiếu họ FLC, nhà đầu tư NĐ khoa nêu quan điểm để đánh giá triển vọng nhóm cổ phiếu này cần phải quan sát trong thời gian dài thông thường ngay sau đại hội cổ đông của doanh nghiệp giá cổ phiếu sẽ tăng nhờ các thông tin tích cực được đưa ra mặc dù vậy số phiên tăng sẽ không kéo dài mà giá dần quay về giá trị thực Muốn đọc vị giá trị cổ phiếu, nhà đầu tư phải nhìn vào câu chuyện kinh doanh của doanh nghiệp. Bản thân anh Khoa đang nắm giữ 3 cổ phiếu thuộc hệ Sinh Thái FLC, đó là FLC AOS2, nhưng khi thực hiện giao dịch anh tập trung vào việc phân tích kỹ thuật và dòng tiền, bởi giá các cổ phiếu này không theo cơ bản, giao dịch cổ phiếu họ FLC cần tập trung vào việc phân tích kỹ thuật và dòng tiền. Bởi diễn biến giá các cổ phiếu này thường không theo cơ bản, thời điểm thanh khoản tốt, biến động giá lớn mang lại cơ hội đầu tư, nhưng khi giảm sẽ khó thoát hàng. Do đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên mua lô lớn và đặc biệt không nên sử dụng giao dịch ký quỹ, margin, trong khi đó, nhà đầu tư LTT, người sở hữu sấp xỉ 5 triệu cổ phiếu FLC, 3 triệu cổ phiếu AT và một lượng không tiết lộ cổ phiếu AOS chia sẻ, bà chưa có ý định bán ra. Trong đó, cổ phiếu FLC đã có 7 năm xuống giá gần đây tăng mạnh trở lại, hiện tại FLC có nhiều dự án bất động sản, trong một vài năm tới có thể ghi nhận doanh thu, lợi nhuận đột biến. Cụ thể hơn, bất động sản là lĩnh vực chủ lực của FLC. Trong suốt 7 năm qua, doanh nghiệp không ghi nhận nhiều lợi nhuận nhưng năm 2021 có thể sẽ khác. Nhiều tiểu dự án trong 20 dự án đang triển khai dự kiến mang lại dòng tiền tốt. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng năm 2021 của FLC cho thấy điều đó, những năm qua FLC lãi không nhiều, thậm chí có quý thua lỗ, còn năm nay, nhiều dự án sẽ ghi nhận lợi nhuận. Năm nay sẽ là trận đánh lớn mà FLC chuẩn bị từ nhiều năm trước, bà NTT nhận định cổ phiếu át được quan tâm một phần vì đây là cổ phiếu tài chính. Trên thực tế, các đại gia hầu như đều có mảng tài chính, đảm nhận nhiều nhiệm vụ cho công ty mẹ nên giàu tiềm năng. Với AOS, doanh nghiệp chuyên thi công các dự án của chính FLC nên cổ phiếu cũng tiềm năng, khi năm nay FLC có đến 20 dự án bất động sản. Đặc biệt AOS có khoản vốn góp gần 1.000 tỷ đồng vào Bamboo Airways, tỷ lệ sở hữu lớn nhất, giá trị sẽ tăng sau khi doanh nghiệp lên niêm yết, riêng với hai, dù không nằm trong danh mục, nhưng bà NTT nhìn nhận doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp này có triển vọng phát triển nhờ quỹ đất nông nghiệp lớn. Rất có thể, FLC sẽ xin chuyển đổi quỹ đất từ đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ khi thích hợp, thậm chí chuyển sang đất khu công nghiệp trên đây là toàn bộ nội dung về triển vọng cổ phiếu flc đọc vị giá trị cổ phiếu họ flc khi nắm bắt được thị trường và đánh giá một cách khách quan các tiêu chí thì các nhà đầu tư sẽ biết được cổ phiếu nào có tiềm năng để lựa chọn được hình thức đầu tư hiệu quả nhất để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn chúc các bạn đầu tư thành công